Báo Hùng Audio xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay rất vui mừng lại tiếp tục mời quý vị các bạn cùng em khui thùng cặp loa JBL S4700K2. Đây là mẫu loa thu nhỏ của đàn anh S9900. Đó. Với cái đánh giá của rất nhiều tạp chí audio trên thế giới thì đây là một cái mẫu loa hoàn toàn xứng đáng với tầm tiền. Như người đàn anh của mình với mức giá là xấp xỉ trên dưới 1 tỷ đồng cho cái cặp loa S9900 thì S4700 hàng chính hãng có mức giá công ty đề nghị bán là 360 triệu đồng. Thì tại Báo Hùng Audio, bên em có mức giá chiết khấu cực kỳ tốt là chỉ còn 250 triệu đồng. Do bên em không phải chịu nhiều chi phí vận hành như các công ty lớn và đặc biệt là không phải chịu chi phí thuê mặt bằng và phố lớn. Đó là điều mà đặc biệt bên em sẽ dành chiết khấu tốt nhất cho các quý vị khán giả. Và đây là một cặp loa nhập khẩu chính hãng do công ty Thanh Tùng Audio nhập khẩu về Việt Nam độc quyền. Và đương nhiên rồi, Báo Hùng Audio là đơn vị phân phối cho Thanh Tùng và đương nhiên là sẽ có những mức giá chiết khấu tốt nhất thị trường đảm bảo quý vị các bạn như vậy. Để có một cái mức giá ưu đãi hấp dẫn hơn nữa thì xin quý vị các bạn liên hệ trực tiếp với Báo Hùng Audio qua số điện thoại 0978 263 263. Hôm trước thì em đã về một cặp và giao lưu với bác khách ở Thanh Hóa rồi, thì hôm nay lại về tiếp tục thêm một cặp nữa. Có thể nói rằng doanh số bán của S4700 trong năm 2021 mặc dù là một năm dịch bệnh nhưng với doanh số bán top đầu trong những cái dòng loa ở phân khúc trên dưới 300 triệu nhiều nhất cả ở Việt Nam và trên thế giới, thì đây là một cái cặp loa hoàn toàn xứng đáng với tầm tiền nó đầu tư và được các cái giới audiophile trên thế giới cũng như là các cái tạp chí nghe nhìn trên thế giới đánh giá rất cao về khả năng trình diễn âm nhạc của cặp loa JBL S4700. Và không để quý vị bạn chờ đợi lâu nữa, xin mời quý vị bạn cùng em khui thùng cặp loa JBL S4700 và đừng quên theo dõi kênh Báo Hùng Audio và chia sẻ những cái video clip của Báo Hùng Audio tới mọi người để chúng ta cùng nhau trao đổi, cùng nhau chia sẻ những kiến thức về âm thanh. Cặp loa JBL S4700 với mức giá công ty đề nghị bán là 360 triệu đồng thì tại Báo Hùng Audio sẽ có mức giá chiết khấu cực kỳ tốt cho quý vị bạn chơi là 250 triệu đồng. Để có mức giá tốt hơn nữa, xin mời quý vị bạn liên hệ trực tiếp bên em sẽ báo giá chiết khấu cực kỳ tốt cho số điện thoại 0978 263 263. Bây giờ xin mời quý vị bạn cùng dõi theo em khui thùng cặp loa này nhé.